Rồi, Mẫu Hương xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã có mặt trong cái video của Chợ Mẫu Hương Ba Miền. Hôm nay thì tôi sẽ quay cho các bác những cây Mẫu Hương ở đây cũng rất là đẹp. Ở đây là chất liệu mộc hương, đây da rất là trắng sáng, cây hầu như là thoát thân trên 80 phần đến 1 mét. Đây 20 đấy, cái gốc 20 phần. Chia sẻ cho các bác. Chân dài. Nói chung là tìm hàng những hàng choai choai này là cũng rất là hiếm. Rất khó tìm. Hầu như là anh em mà nuôi giữ hết, không có ngoài thị trường. Cái chất liệu này thì da trắng,